Đó, nhà của chị Huệ nhớ bạn. Thì mình sẽ vào để mình thăm chị đây. Hoàn cảnh rất đáng thương. Chào các bạn. Hiện tại mình đang ở chỗ nhà này là nhà không số, nằm biệt lập với thế giới bên ngoài luôn. Thì đây là chị Huệ nè các bạn. Thì các bạn thấy cơ thể bé nhỏ luôn, ốm, rất ốm luôn. Thì không có người thân thích gì hết. Thì cũng có người con gái nhưng có chồng rồi thì cũng đi theo chồng. Và hiện tại giờ thì chỉ có mình nha. Thì hoàn cảnh thì các bạn thấy phía trước nè, từ lưa ở trơn cũng như là trống quát hết. Thì giờ cơ thể của chị thì rất ốm. Thì thấy cũng như là còn xương với da thôi. Và chị cũng có một chút về thần kinh. Rồi cái nói thì cũng rất khó nói được. Nói rất rẹt gặn dữ lắm mới được. Đây, đây là hình ảnh của chị Huệ đây. Theo mình đoán cũng cỡ ba mấy hoặc 40 kg rồi các bạn. Chị. Chị nhiêu ký hả? 10 ký à. Ồ, rồi 10 ký hả? Thì hôm nay mình đi chung với một nhóm nữa là bên từ thiện á, bên Hòa Minh Đức Ba. Thì đi tới thì mình cũng có quay cái hoàn cảnh của chị á để mà cho nhiều người biết, để mà ai có muốn giúp đỡ chị á thì hãy đến, mình sẽ hướng dẫn hoặc là mình dẫn đường cho các bạn đi tới, để mà nếu mà hoàn cảnh thật sự khó khăn thì các bạn hãy giúp đỡ nha. Thì mình theo mình quan sát á thì nhà của chị Huệ là trống quát hết, thì cũng có những mạnh thường quân tới thì cũng đóng góp á là vài trăm ngàn, hoặc là gạo, hoặc là những nhu yếu phẩm ít thôi. Đó, thì em vô em quay nhà trống quát à. Cái nhà của ta có tiền mừng lắm. Đất này thì giống như đất ở đậu vậy đó. Thì những cái tôn chấp giá thôi. Nhà trống quát các bạn ơi. Trưa tới giờ nè, có ăn uống gì chưa? Hả? Bây giờ chị nhớ chị tên gì không? Huệ. Huệ ha. Nhiêu tuổi? 39 tuổi. Tuổi con gì? Tuổi con trai. Con 2 tuổi. Tuổi con gì? À, các bạn thấy đó à, kiểu như sinh năm 81 phải không? Dạ, 79 hả? Ồ, oh, oh, vậy là sinh năm 79. Vậy là cũng 41, 42 tuổi. Hả? 42 tuổi. Ủa, 42 tuổi vậy nó 39. Thì cũng 41, 42 tuổi rồi. Vậy mà cơ thể, với cơ thể bé nhỏ nè, thì chị á, theo mình thấy hình như chị cũng bị suy nhược cơ thể đó. Thì về thần kinh thì cũng có chút vấn đề, thì cái này cũng thấy chị khổ ghê lắm, vì không có mà để mà lao động để mà có được cái nguồn tiền để nuôi sống bản thân đó, chị chỉ là vô ra vậy thôi. Rồi nào có khi thì chỉ đi rồi đi không nổi, chị chỉ lết theo lết dưới đất á, chỉ ra chỉ nằm võng ở ngoài bụi tre này nè các bạn. Nhà chị phải nói là nằm biệt lập với thế giới bên ngoài luôn. Thì đi vô nhà của chị á thì phải ngoằn ngoèo theo những cái đường hẻm và những căn nhà phía trước á rồi mới vô được tới nhà chị. Thì cái chị là cách nhà một con mương và cái này một lũy tre luôn, vô tới chị là như cùng đường rồi đó. Thì ở sống có một mình à, rất tội nghiệp. Rồi mới nãy á Hòa Minh nó vô nó thăm á, rồi có nhớ nó không? Nhớ mặt mà không nhớ tên ha. Ôi, thấy nồi cơm nó đang đỏ lên rồi đó, là đang nấu cơm á hả? Rồi ăn với cái món ăn gì? Bữa nay ăn với gì nè? Gì? Bữa nay ăn nấu ăn cơm món gì vậy? Ăn tan.
À, xin đồ ăn ăn phải không? Ừ. Chứ không có làm đồ ăn ăn hả? Ăn mua. Rồi nè, mới nãy á, mới đem đồ ăn vô á, rồi có cái gì lấy ra ăn đi nha. Gạo. Ừ, gạo đó rồi cái bịch đỏ đó. Bịch đỏ là trong đó có đường, mắm rồi đó, hình như có đồ ăn luôn á. Có gì lấy đó ra ăn nha. Đó, chỉ đi lợi đó khó khăn luôn các bạn. Nước tương rồi. Ồ, đó nước tương. Ăn bữa nay có đãi em ăn được gì không? Cơm nước tương. Ăn cơm nước tương ha. Ừ. Có muối không? Có luôn. Có luôn. Ừ, các bạn thấy hoàn cảnh của chị thật đáng thương. Bây giờ mình quay về cái hoàn cảnh này thì các bạn xem ha. Các bạn thấy cái mà hoàn cảnh chị đáng thương thì giúp đỡ thì mình sẽ hướng dẫn cái đường cho các bạn đi. À, muối ha, vậy là ai cho ăn? Nước tương à. Ủa. Muối như nước tương luôn ha. Ừ, tương ăn còn. Đó, chỉ mời mình là ăn cơm muối nước tương á, nước tương với muối để đây nè, thấy không? Đây này là căn cái giường của chị nè. Và đồ á chỉ để dưới sàn chứ không có tủ tương gì hết. Nhà thì tối hưu tối mịt hả các bạn ơi? Vì ở đây hình như là không có điện luôn rồi. Tối có điện không? À, cúp điện luôn ha. Đó, căn nhà thì chống quát nè các bạn ơi. Thì trong phòng á thì có cái ừ. Thì người ta thấy thương, người ta vô, ta giúp đỡ, ta cho phải không? Thì em hôm nay em vô em quay đó. Lên. Ừ. Em đang lên. Làm mưa gió không? Rồi mấy bữa mưa gió đó, rồi mưa nó có tạt vô nhà không? Chung với sàn rồi. Chung với sàn rồi. Ừ. Đúng rồi. Ở đây nó trống quá hả? Chung với sàn rồi. Người mưa tạt quá là không có nằm trong mùng nữa mà xuống sàn nằm hả? Ừ. Trời ơi các bạn ơi, đây nè. Ở nhà trống quát nè. Leo vô đâu ra vẫn được luôn. Thì cũng có mái che nhưng mà có khoảng này nè. Nó trống quá nên gió tạt vô hết trơn nha các bạn. Thì không biết chị nói đúng sai, tại vì mình chỉ nói là mưa thì chỉ sẽ chui dưới sàn. Các bạn nhìn thấy khuôn mặt chị không? Thì phải nói chứ cơ thể mà gầy gò chỗ này nè, thêm suy nhược cơ thể nữa. À, cặp mắt thì nó hút vô luôn rồi. Thì mình không biết là chị có bệnh gì không, nhưng mà tìm hiểu thì cũng giống như suy nhược đó, là dẫn đến là nó sẽ teo cơ này nọ luôn đó các bạn. Nói không? Thấy là rất suy nhược luôn đó nha. Cái này khoảng ba mấy ký thôi. Mà độ tuổi hiện tại giờ chị Huệ là hình như là 41, 42 tuổi rồi. Sinh năm 79. Hoàn cảnh đáng thương các bạn ơi. Ai cho tiền cho gạo mừng lắm. Ồ, cho gạo mừng ha. Ừ. Nhiều người mừng cho lắm. Có nhiều người cho mình chưa? Chưa ai cho xong. Ôi, mới cho nè, phía sau gạo kìa thấy không? Mày đó. Ừ. Cho gạo cho mày mà của ta cho. Thật sự các bạn thì chỉ ở trong cái môi dạ chỉ ở trong cái môi trường mà nó hơi khuất quá và anh nằm ở trong góc kẹt luôn mà sống biệt lập nữa, nên hoàn cảnh của chị này nè Du Huệ á thì cũng ít người biết đến lắm và cũng ít người mà giúp đỡ chị. Thật sự cái này đúng là hoàn cảnh. Ừ, lết đi được ha, đi hết được rồi ha. Đó, thì hôm nay nhận được gạo với những cái bịch màu đỏ đó, vui không chú Huệ? Mừng lắm ha. Ăn cơm nước tương mà. Rồi, biết rồi, bây giờ đó là ăn uống cho đều vô nha, để mà có sức nha không? Đều mà ăn của tàn ăn. Thì đó, bây giờ nè, ăn cơm.
rồi hả, nó có sinh ai đó thì hả ăn nhiều vô nha, không cho có sức ha.